Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe câu chuyện Sarah học chữ được trích từ cuốn sách truyện đọc mở rộng lớp 5 do Quibook phát hành. Sarah học chữ. Bố mẹ Sarah mất sớm. Cô bé sống với bà ngoại và dì tại ngôi làng Meren tươi đẹp. Hằng ngày, Sarah thích ngắm nhìn những chú cừu thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên xanh mướt. Dù đã 9 tuổi, nhưng Sarah vẫn chưa đi học. Hôm nay, Sarah cùng dì mang sữa cừu xuống thị trấn bán. Cô bé bắt gặp những đứa trẻ nhỏ xinh cắp sách tới trường. Sarah chậm rãi đi theo các bạn, rồi dừng chân bên một tiệm sách tự lúc nào. Sarah ngơ ngác bước vào. Lúc này, trong mắt cô bé, những cuốn sách xanh, đỏ còn thú vị hơn cả những chú cừu trên thảo nguyên của mình. Thế nhưng cô bé không biết chữ. Về đến nhà, Sarah bất ngờ hét lên, lòng đầy vui sướng khi thấy trên mặt bàn có 3 cuốn sách. Bà ơi, chúng ở đâu ra thế ạ? Chuyện gì Susan mua cho cháu đấy? Tối đến, Sarah đòi bà đọc chuyện cho mình nghe. Bà cười hiền hậu, khẽ lắc đầu và đáp. Bà sẽ không đọc cho cháu, nhưng bà sẽ dạy cháu học chữ. Từ nhỏ, Sarah chỉ được chạy nhảy trên thảo nguyên cùng cừu, vậy nên việc làm quen với những con chữ lạ lẫm ấy quả thực rất khó khăn. Ban đầu, Sarah không mấy hào hứng, thế nhưng với sự tò mò và niềm khao khát đọc được nội dung cuốn truyện, Sarah đã miệt mài học chữ. Kể từ hôm đó, Sarah bắt đầu lớn lên cùng những trang sách, một thế giới diệu kỳ dần mở ra trước mắt cô bé trên thảo nguyên bao la. Theo Nhung Ly, chúng ta đã thấy, việc học chữ đã giúp cho bạn Sarah khám phá ra một thế giới mới. Và khao khát khám phá ấy chính là động lực giúp Sarah vượt qua khó khăn khi làm quen với những con chữ. Em hãy nhớ rằng, con đường học tập sẽ luôn dài, đầy chông gai và khó khăn, nhưng nó sẽ mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội mới. Chính vì vậy, các em hãy luôn nỗ lực học tập hết mình để biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực. Vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện Sarah học chữ được trích trong cuốn sách đọc mở rộng lớp 5 của Quibook. Hẹn gặp lại các em trong bài đọc tiếp theo.